Trước thì em làm thợ may, nhưng mà từ lúc mà ly hôn thì nói chung công việc nó nhiều, cho nên là em phải rút về để làm dãy. Với lại bố mẹ em cũng già rồi, em có hai cháu, một trai một gái, thì con gái thì ở mẹ, còn con trai Ở với em. 10 tuổi ở em, con gái thì 12 tuổi. Em đã từng kết hôn và ly hôn cách đây được 10 năm. Dạ. Có con năm nay 20 tuổi, ở với ông bà ngoại. Vì công việc mình đi làm ăn xa, bỏ cho ông bà nuôi khi nhỏ giờ. Mời nhà trai. À, chào em. Ngồi đi em. Xin mời nhà gái. Thôi mời em trai giới thiệu về mình. Chào anh Quyền Linh và chị Ngọc Lan. Em là Trần Văn Giảng. Em sinh năm 1976. Em đã lập gia đình rồi và đã ly hôn. Em trồng tiêu với cà phê. Tiêu, cà phê, Điều. Điều. Được nhiều không Giảng? Em được 2 hectare. 2 hectare luôn. Rồi mời nhà gái giới thiệu về mình. Dạ, em Ngô Thị Hảo, sinh năm 77, đến từ Nghệ An, hiện tại đang công tác tại Bình Dương. Công việc hiện tại làm y tế cho công ty. Em làm y tế thì em phải có cái chuyên môn chứ đúng không? Dạ, em học dược ra. À, dược sĩ đó hả? Vâng. Trời, giỏi quá, dược sĩ làm được nhiều thứ rồi. Có rồi giờ Đắk Lắk chưa vậy Hảo? Năm 92 vào Đắk Lắk thi đại học lên Tây Nguyên. Ủa vậy đó hả? Nhưng mà vào đó thì thấy nó không thích hợp thì thôi lại quay về ngoài này. Về người quê lại thi dược. Tại vì lúc đó mình chưa gặp được người thích hợp đó chị. Bây giờ là mình sẽ gặp được người thích hợp rồi mình nói lại luôn. Hen. Mong là vậy. Mong là vậy. À, điểm mạnh điểm yếu gì nói cho bên Hảo nghe đi. À, khéo tay làm được tất cả những việc trong gia đình, điện nước. Rồi trước khi mà em về làm vườn rẫy á thì em làm công việc gì? Trước thì em làm thợ may. Nói chung đồ sơ mi này em may rồi, đồ vét em cũng may. May được luôn. Chà, nghề nó ngon rồi nha, nghề may đồ vét hơi bị ngon đó. Nhưng mà từ lúc mà ly hôn thì nói chung công việc nó nhiều, cho nên là em phải rút về để làm dãy. Với lại bố mẹ em cũng già rồi, thì ông bà lại lên mặt đường ở, thì em rút sang dãy em ở. Thì em cũng tính là làm mấy năm thôi, xong nó ổn định thì mình bán đi, là mình lại lại rút lên mặt đường mình làm nghề thôi. Cũng được. Bây giờ thì đất ở Đắk Lắk thì cũng khá rồi ha. Em có gia đình có mấy đứa con? Em có hai cháu, một trai một gái, thì con gái thì ở mẹ, còn con trai Ở với em. 10 tuổi ở em, con gái thì 12 tuổi. Hai vợ chồng ở được 10 năm. Chị thì sao ạ? Em đã từng kết hôn và ly hôn cách đây được 10 năm. Dạ. Có con năm nay 20 tuổi, ở với ông bà ngoại. Vì công việc mình đi làm ăn xa, bỏ cho ông bà nuôi khi nhỏ giờ. Chắc lâu không được gặp con hả? Vâng. Bao lâu rồi chị? Thì 2-3 năm em mới về một lần. Con đi làm gì vậy? Con giờ đang đi nghiệp vụ công an. Một mình chị nuôi con từ khi con 10 tuổi, đúng Vâng. không chị? Ông xã có cung cấp gì không? Không cần, không cung cấp, không gọi điện gì hết. Bây giờ chị có còn liên lạc không? Không, cắt đứt lâu từ cái 10 năm nay. Trời ơi. Thứ nhất là người đó gia trưởng vô tâm, với là có con riêng ngoài. Tức là chồng em hả? Vâng. Có con riêng trước khi đến với chị hay là? Không, sau này mới có. Tức là đang lúc ở với em rồi có người nữa. Không, khi người ta là có con nữa, em không có con gì hỏi nữa. Em tự chịu đựng vậy đó hả? Vâng. Lúc em không có muốn giành lại ông xã của mình hả? Tại vì mình giành lại thì cái đứa con kia nó lại cũng không có bố nữa. Thì con mình như vậy rồi thì mình chăm lo cho nó thôi. Nhưng mà bạn nhỏ là đang đi nghĩa vụ công an thì là tương lai cũng rất là tốt rồi. Chị cũng đừng có lo nhiều quá ha.
Bây giờ mình mỗi lần mà mình khóc mình buồn vậy thì mình làm cái gì? Khóc thì ngủ. Khóc xong mình ngủ dậy khóc nữa. Rồi có bao giờ mình mơ đến một cái mái ấm gia đình mới không? Trước thì không có nghĩ, nhưng mà sau này bây giờ con lớn thì cũng muốn tìm một cái bờ vai để che chở cho mình khi về xế. Bây giờ tương lai là chị mong muốn có một người đàn ông như thế nào để có thể ở được bên cạnh với chị? Thứ nhất là người đàn ông cái sức khỏe tốt, thứ hai là có cái công việc ổn định, biết quan tâm, chia sẻ và yêu thương, biết đối nội đối ngoại là được. Chị muốn cao bao nhiêu? Cao khoảng 1m6, nó mập mập một tí, có sức khỏe tại vì em ốm rồi. Để Ngọc Lan qua, Ngọc Lan coi anh trai như thế nào. Dạ em chào anh. Chào Ngọc Lan. Anh nghe hoàn cảnh của chị anh thấy sao anh? Thì nói chung là cũng trong cái tình cảm, tình cảnh như vậy thì cũng thấy đồng cảm. Dạ. Nói chung là mình thì không bao giờ hút thuốc mà ngửi đến mùi thuốc đã khó chịu. Trời ơi ngon lành quá trời luôn. Rồi có uống rượu không? Rượu thì nói chung là không biết uống nhưng mà uống ít á. Trời ơi quá trời được luôn rồi chị ơi. Không hút thuốc uống rượu luôn. Anh cao hả chị? Cao. Bên đây bây giờ muốn tìm người vợ tương lai như thế nào nè? Nói chung là một người trung thủy, biết quan tâm chia sẻ và không vô tâm. Mình muốn một người hiền lành. Dạ. Không thích người hung dữ. Nếu mà cái tình yêu mà không có sự vun đắp từ hai phía thì nó không thể bền vững được. Em thấy chị bên này hiền lắm mà chia sẻ là cái hoàn cảnh của chị là em thấy là chị đủ cái tấm lòng để mà chia sẻ rồi đó. Em đi với ai em gái? Dạ em một mình. Một mình. Anh trai đi với ai? Mình cũng đi một mình. Một rồi, mình luôn. Để ông mai bà mối lo. Hy vọng hai người về có hai mình. Dạ. Mở rào. Lần đầu tiên gặp mặt anh có món quà tặng. Dạ, em cảm ơn anh. Còn anh tặng em chiếc đồng hồ để gọi là đánh dấu cái mốc thời gian. Đeo luôn cho chị. Để đưa cái hộp đen Ngọc Lan cầm cho. Vừa quá ha. Rồi hai người nói chuyện với nhau đi. Cái địa lý nó xa như vậy thì liệu là có thuận tiện nha? Nếu mà có duyên thì anh hy vọng là em có thể chuyển về Đắk Lắk. Nếu như mà lên đấy mà anh mà lo được công việc với cho em thì em sẵn sàng. Nói chung trước mắt thì về thì tạm thời là làm vườn với anh. Sau này thì mình có thể là mình em bán thuốc được gì. Nếu mà mở được tiệm thuốc em bán được thuốc gì. Nói là thật, anh sức khỏe em mà đi làm đồng thì chắc em không làm được. Không, nói chung là làm cái công việc ở trên đấy thì nó không có nặng. Bởi vì công việc nặng thì có thể mình thuê mà, mình đâu có nhất thiết là... Đến với nhau thì em có con mà con em là con trai thì theo anh thì cái đó nó phải là cái rào cản. Không, nói chung là con cái thì nó không có gì là rào cản bởi vì chúng nó cũng lớn hết rồi. Anh cũng có một thằng con trai giờ lớp 10, đang học lớp 4. Bây giờ Giảng bước tới nắm tay Hảo đi. Mạnh dạn lên. Đó. Tương lai thì mở tiệm thuốc thì sẽ được, không có vấn đề gì. Tương lai là bao lâu? Chắc khoảng tầm 3 đến 5 năm là được. Bởi vì anh cũng muốn ổn định cái vườn dãy rồi anh cũng bán đi để anh cũng làm nghề. Chứ mình cũng không muốn làm vườn dãy nữa. Được không chị? 3 năm được không chị? 3 đến 5 năm đó rồi tên đó thì em làm cái gì? Thì nói chung là em cũng phụ anh làm vườn thôi. Anh cũng muốn em về trên đấy để gọi là xem cái công việc có phù hợp hay không. Thì lúc đấy em thoải mái quyết định chứ đâu có phải là gì đâu. Bây giờ là Giảng có tặng cho Hảo một bài thơ, bài nhạc gì đó không? Có mấy câu thơ này. Sao? Đọc đi có nè. Có duyên gặp ở chương trình, mong rằng có lợi để mình thành đôi, để cho hết cảnh đơn côi, sớm trưa chiều tối mình
đều có nhau. Bây giờ anh chị để tay vào nút bấm đi, chúng ta đưa ra quyết định của riêng mình nha các anh chị. Chuẩn bị. Một, hai, ba. Hết thời gian. Đã bấm. Chúc mừng hai chị đã đồng ý hẹn hò với nhau. Hãy nắm tay nhau nào. Nắm tay thật chặt nào. Nắm chặt vô. Đây nè, nắm về nè Giảng. Đó, một nụ hôn bắt đầu cho một mối tình mới. Thử coi, thử coi. Nó phải mạnh dạn lên chút xíu nào. Và bây giờ xin mời bạn nữ tiến ra sân khấu. Ngồi em. Mời bạn nam. Rồi, chào đồng chí Trung Quý. Dạ vâng. Mời đồng chí giới thiệu về mình. Thưa toàn thể khán giả, thưa MC Quỳnh Ninh và MC Nam Thư, tôi tên là Nguyễn Trần Quý Nam, hiện nay đang công tác tại đại đội 2, tiểu đoàn 7, trung đoàn 31, sư 309 của quân đoàn 4 và đóng quân trên địa bàn là Biên Hòa, Đồng Nai. Biên Hòa, Đồng Nai. Vâng. Quê là ở đâu? Quê gốc của tôi là ở Nam Định ạ. Nam Định. Rồi hiện nay mình sống tại Đồng Nai luôn. Vâng. Mình ở trong quân đội hay là mình ở với gia đình? Là mặc dù là nhà gần đơn vị nhưng mà thời gian của tôi đến 95% là phải ở đơn vị ạ. Tức là nhà cũng ở Đồng Nai luôn. Vâng. Nhà ở đó có ai? Nhà hiện tại là tôi đang sinh sống với lại bố mẹ tôi và anh trai. Bố mẹ cũng là ở và Đồng Nai luôn. Vâng. Mời đàn gái. Dạ, xin chào chú Quỳnh Linh, xin chào chị Nam Thư, xin chào chàng trai phía bên kia và xin chào toàn thể quý vị đang đón xem chương trình ạ. Em xin tự giới thiệu, em tên là Vũ Thị Hồng, năm nay em 24 tuổi, quê quán em ở Hà Nam. Hiện tại em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. Dạ, nghề nghiệp của em là giáo viên ạ. À, không, em là giáo viên. Dạ. Em dạy cấp mấy? Dạ, em dạy cấp 2 ạ. À, em dạy môn gì? Dạ, em dạy môn ngữ văn ạ. À, môn ngữ văn. Dạ, dạ, cô giáo dạy văn. À. Nam, cụ thể cái công việc của Nam là gì, có thể giới thiệu cho đàn gái biết luôn. Dạ, cụ thể công việc của tôi là chuyên ngành về công tác đảng và công tác chính trị trong quân đội. Và nhiệm vụ chính trong đơn vị tôi đó là huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu. Hiện tại đơn vị tôi đang làm nhiệm vụ trực và sẵn sàng chiến đấu, hay là trực và là nhiệm vụ A2, trực và sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc. Rồi. Chúng ta nói chút xíu về ưu điểm, khuyết điểm với đàn gái đi. Dạ, ưu điểm của em thì em là một người sống rất là tình cảm, hòa đồng, vui vẻ, sống có tinh thần trách nhiệm. Và đặc biệt là em biết nấu ăn và rất thích chơi thể thao ạ. À, em thích chơi thể thao. Dạ. Vậy em có thể chơi được các môn thể thao nào? Dạ thưa chị, là hầu như tất cả các môn thể thao em đều biết chơi ạ. Mặc dù là không phải là giỏi nhưng mà hầu như là môn nào em cũng có thể biết chơi. Cái gì cũng dạ. biết. Dạ. Bóng chuyền, bóng đá. Dạ. Bóng rổ. Dạ. Golf. Tại vì thật ra thì trong đấy có một môn mà em thích nhất, đó là môn bóng đá. Là em đá bóng được. Dạ. Em nếu mà thiệt hả? Dạ. Ví dụ em... mà ở vị trí nào? Ờ thì em đá vị trí nào? Dạ, thật ra thì trong một khung thành thì em bất kể vị trí nào em cũng có thể chơi được. Nhưng mà vị trí mà em thích chơi nhất đó là vị trí tiền đạo. À, vậy em có hay coi đá banh không? Dạ, em rất thích coi đá banh ạ. Ờ, thì em có hâm mộ cầu thủ nào không? Thật ra hâm mộ cầu thủ thì ở Việt Nam cũng có nhiều lắm ạ. Trong đội tuyển của Việt Nam mình thì cũng có khá nhiều và nước ngoài cũng có. Ờ, nước ngoài thì em hâm mộ ai? Dạ, em rất thích cầu thủ Messi ạ. À, Messi. Dạ. Đàn trai ơi, mình có thích coi đá banh hay là mình thích đá banh không? Dạ, thể thao thì cũng thỉnh thoảng xem ạ. À, mà có biết đá banh không? Đá banh thì em biết chụp gôn ạ. À, biết chụp gôn. Bên kia tiền đạo. Trời, tiền đạo mà nó biết chụp gôn là đúng rồi. Rồi, à, Hồng, dạ. Bây giờ em nói một ít, đó là điểm mạnh. Còn dạ. điểm yếu của em là gì? Dạ, điểm yếu của em thật ra em là một người sống tình cảm quá, nên là em rất là mau nước mắt. Và dễ tin người. Thật ra tại vì đôi lúc là em cứ nghĩ rằng là cuộc sống của mình khi mà mình sống ở bên ngoài thì mọi người đều sống tốt với nhau ạ. Thế nên là đâm ra có khi có những trường hợp mà mình biết là người ta không có ý tốt với mình, nhưng mà tại vì mình sống theo cái kiểu tình cảm nên là mình vẫn nghĩ là người ta sống theo một cái tình cảm gì đó, mình nghĩ là người ta vẫn tốt. Thế nên đâm ra là mình trở thành người dễ tin người quá. Mặc dù là chưa có bị lừa gạt cái gì cả, nhưng mà em nghĩ là chắc là cũng phải nên thay đổi một chút cái... Tức là tự nhìn nhận khuyết điểm của bản thân là dễ tin người. Dạ. Cảm ơn em.
Rồi còn bên đàn trai, khuyết điểm, ưu điểm của mình là sao nè? Dạ, thưa chị, về trước tiên là về ưu điểm của em thì cũng hòa đồng, vui tươi và đặc biệt là nhát gái nhưng mà ga lăng, nhưng mà lại ga lăng với con gái. Còn về khuyết điểm của em thì cũng tương đối nhiều, đặc biệt là em thường bản thân em là cũng cọc cằn thô lỗ và có thủ trưởng ở đây nhưng mà em cũng xin phép nói thật là em còn rất thật là hay ngủ nướng ấy. Nhưng mà em cái vụ mà cọc cằn thô lỗ đó em là sao, cụ thể em nói sao? Dạ, cũng chắc là do môi trường đặc thù, thường xuyên huấn luyện quản lý quân của em là thường xuyên là phải dùng những cái khẩu lệnh nó khô cứng, cứng ngắc. Thế thành ra nó khác, khô cứng nó khác, cọc cằn thô lỗ nó khác. Đúng rồi, đúng rồi. Có chừng em dùng từ sai đó, người ta hiểu lầm đó. Là do cái đặc thù công việc là nó hay nó khô cứng, khô cứng quá là dần dần nó ăn vào trong cái kiểu cái tính cách của em, là càng ngày nó đi theo cái chiều hướng đó, là nó không biết định người mà chỉ biết dùng những cái khẩu lệnh hoặc là không phải đâu, coi chừng em rung quá em nói nhầm đó. Tình người vẫn là tình người nhưng mà kỷ luật vẫn là kỷ luật. Người chiến sĩ có trái tim ha, có kỷ luật nó khác nhau, chứ không phải là mình khô cằn đến mức mình không còn tình người nữa nha. Nói coi chừng nói nhầm á nha. Bình tĩnh lại nào, bây giờ mình nói lại đi nào. Chúng ta bỏ đoạn đó nha, đừng ghi hình đoạn đó. Rồi cọc cằn ở chỗ của em là khi mà con gái khóc á, mặc dù em có ga lăng ở những ví dụ như là chăm sóc bạn gái, ví dụ như là ăn là gắp cho bạn gái miếng thức ăn này ngon hoặc là ưu tiên bạn gái ăn miếng này, nhưng mà đặc biệt là trong vấn đề tình cảm là ví dụ như khi con gái khóc là em nắm bắt rất là chậm ở chỗ là không biết là vì sao khóc, cũng không biết là nên làm gì dỗ dành hay là sao. Lại rồi nói chung là với đặc thù công việc thì hơi khô khan chút xíu. Nhưng cũng ga lăng với phụ nữ, nhưng mà cũng không hiểu phụ nữ nhiều đúng không? Bởi vì anh Linh ơi, nhưng mà em thắc mắc nếu bạn ga lăng sao ế? Vì đặc thù công việc là suốt ngày 95% đồng chí ở trong quân ngủ, đồng chí không có đi ra ngoài, đúng không em? Đúng rồi. Rồi bây giờ mình trở lại cái việc là tình trường đi. Có mấy mối tình rồi? Dạ em trải qua được 2 mối tình. Thấy chưa, 95% ở trong quân đội có 2 mối tình rồi đó. Mối tình như thế nào? Mối tình đầu tiên của em là từ thời học viên, là khi đó là em được đi dân vận rồi. Tiếp xúc với dân thì em có quen một cô gái. Và mối tình thứ hai của em là lúc mà em mới ra trường em có tìm hiểu, nhưng mà sau là do đặc thù công việc dần dần là không thể tìm hiểu được nữa. Lâu chưa? Mối tình đó mấy năm? Một mối tình là được 2 năm, một mối tình là được mấy tháng ấy. Vậy cũng chưa có sâu sắc gì ha. Vâng. Mối tình thời sinh viên thì không nói rồi. Bây giờ chúng ta coi như là quên các mối tình đó hết rồi đúng không? Vâng. Quên hết rồi đúng không? Cũng chưa hẳn là quên hết nhưng mà cũng không còn ấn tượng gì nhiều. Còn nhớ gì? Đúng rồi. Nhớ là liên quan đến là tình quân dân. Tình quân dân ha. Vâng. Tại vì lúc đó là em trên danh nghĩa là đi nhân vận là phải giúp dân, và vô tình là giúp đúng ngay nhà cô đấy. Thế nên là cũng có gọi là ấn tượng giữa quân với dân. Rồi. Có khi nào gọi điện cô ấy không? Dạ, từ lâu rồi cũng không gọi điện được. Có nhớ nhung một chút xíu nào cô ấy không? Nhớ thì chắc em không nhớ nữa. Vậy thì được nha. Vâng. Mối tình quân dân thôi chứ đừng còn dính líu là không được ha. Vâng. Rồi mời bạn nữ. Dạ em thì đã trải qua 3 mối tình rồi ạ. Một mối tình thời học sinh thì cái thời vẫn còn trẻ, người ta gọi là cái tình yêu bọ xít ạ. Mối tình thứ hai đó là mối tình của em bắt đầu từ cuối năm thứ hai đại học, cuối năm thứ nhất đại học ạ. Và mối tình thứ ba đấy là sau đại học được 1 năm ạ. Thì cả 3 mối tình này thật ra thì nói chung là cũng do một vài cái hoàn cảnh nhất định và do tính cách của hai người nó chưa thật sự hòa hợp, thế nên là bọn em đã quyết định dừng lại ạ. Mối tình cuối cùng là mình cảm thấy mình không hòa hợp nữa, mình quyết định dừng lại. Dạ. Sau lý do chia tay lúc nào cũng là không hòa hợp hả? Thật ra thì nó không hòa hợp, nó là một phần mình có thể vì nhau mà thay đổi được. Đúng. Thế nhưng cái quan trọng là cái hoàn cảnh của bọn em ấy thật sự nó không thể, nghĩa là hai người không thể đến được với nhau. Hiện đại bây giờ là em làm việc ở tại thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, bây giờ em làm ở quận mấy? Dạ, em làm ở quận 6 ạ. Quận 6, em ở quận mấy? Em ở quận 6 luôn ạ. Bên kia là ở bên Biên Hòa Đồng Nai đúng không? Đàn trai là ở Biên Hòa Đồng Nai đúng không? Dạ đúng rồi ạ. Từ quận Biên Hòa Đồng Nai là quận 6, cũng hơi xa. Hơi nhưng mà không sao, không khoảng cách địa lý thì không bao giờ bằng khoảng cách con tim cả. Người ta còn yêu nhau nửa vòng trái đất mà, đâu là vấn đề gì đâu. Bên đàn trai cho Thư hỏi là cái mẫu hình người yêu lý tưởng của mình là như thế nào? Mẫu hình người yêu lý tưởng của em là lúc nào cũng lấy tiêu chí
người mẹ của em ra để em chọn người yêu và chọn vợ. À, lấy mẹ ra để chọn người yêu và vợ. Và nếu như là tức là cô gái nào cũng rất là thần tượng ba mình, cậu con trai nào cũng rất muốn lấy được một người vợ, cái hình tượng rồi cái cách mẹ chăm sóc giống như mẹ mình. Thì nếu như cô gái đó không đáp ứng nhiều, như 10 đi, mẹ 10 đi, cô gái đó khoảng 5 thôi, thì sao, ổn không hả? Chỉ cần là mỗi thứ mà giống mẹ em một ít thôi cũng là được. Là dần dần thì mình, nếu như mà mỗi thứ mà giống một ít rồi mà khi mà thành vợ thì dần dần mình sẽ để giữa con dâu với mẹ chồng tiếp xúc nhiều hơn, là từ từ cũng hòa hợp với nhau được. À, nhưng mà vẫn lấy hình mẫu từ mẹ. Vâng. Và điểm gì mà em không thích ở phụ nữ? Điểm em cũng thích ở phụ nữ là ít nói và trầm tính. Em không thích phụ nữ ít nói. Vâng. Em thích một mẫu người con gái sôi nổi. Vâng. Thì hả? Vâng. Rồi em lạ lắm luôn á, trước giờ ai cũng thích con gái là trầm tính, nhẹ nhàng, dịu dàng, ít kiểu mà thích gái sôi nổi lắm. À, em thích, tại sao em thích một người con gái sôi nổi? Tại vì em thấy một số cô gái là thường hay bảo cánh con trai mà bộ đội là hay ra trưởng với lại khó tính. Thì em muốn là bạn gái sôi nổi để lấn áp đi cái phần nào cái sự hiểu lầm về cái tính cách của bộ đội bọn em như vậy. Và kể cả khi mà bọn em có công việc mà áp lực, mà khi mà gặp một người bạn gái hoặc là người vợ mà sôi nổi vậy ấy, thì cái mọi cái công việc mà nó áp lực nó cũng xua tan hết được. À, trời ơi, lúc áp lực như vậy sôi nổi chắc lên huyết áp luôn. Đúng rồi. Còn em mong muốn một mẫu người đàn ông lý tưởng là như thế nào? Thật ra thì tính cách của em là em hoạt bát, em năng động, thế nên là em mong muốn có một chàng trai là sẽ trầm tính hơn một chút để có thể bù đắp lại cho những cái tính cách của em. Từ nãy tới giờ em nghe bạn bên kia nói em có thể bạn trầm tính không? Thật ra thì nói chuyện ở đây thì cũng chưa thể biết được đâu ạ. Mình phải tiếp xúc ở bên ngoài rồi mình phải làm quen nói chuyện mới biết là người ta có trầm tính được hay không. Điều gì em ghét nhất ở đàn ông? Em rất ghét đàn ông hút thuốc. Rồi gì nữa? Em không thích đàn ông có râu quai nón. Ủa sao vậy? Em cũng không biết là tại sao, nhưng nghĩa là từ bé đến giờ mà em cứ nhìn thấy đàn ông có râu quai nón là em thấy sợ. Chị thấy đẹp mà. Trời ơi, đâu phải ai cũng nuôi được bộ râu quai nón đâu, hiếm lắm mà. Hiếm lắm mà. Anh Linh có râu quai nón không? Anh Linh nè, như anh Linh nè. Anh Nguyệt Linh, xin mời anh Nguyệt Linh. Để tôi qua coi râu quai nón anh sợ không? Nè, anh Linh có râu quai nón nè. Dạ, chào chú Linh. Chào con. Nhưng mà thấy anh Linh không? Thiệt. Người đẹp như gái. Thật ra thì con không có nhìn thấy chú Quyên Linh có râu quai nón. Hả? Con không có nhìn thấy chú Quyên Linh có râu quai nón mà. À, tại vì anh Linh là anh cạo sợ già thôi. Đó em, anh mới cạo râu đi chứ để 3 ngày là râu quai nón mà cái râu quai gì luôn á. Thôi nói chứ vậy nè. Dạ. Cái là cái sở thích mọi người cảm nhận thôi, chứ sự người nào người ta tình cảm với tình cảm, râu quai nón hay là không râu quai nón mà không tình cảm thì cũng như nhau thôi. Dạ. Cái tiêu chí là như vậy, nhưng khi mình gặp nhau mình yêu nhau thì gần như tất cả tiêu chí nó không còn là gì nữa. Dạ. Ha. Con là muốn kết hôn sớm chưa? Dạ, thật ra thì con hiện tại bây giờ thì chưa. Tại vì thật ra công việc con mới bây giờ mới bắt đầu đi vào ổn định, thế nên đúng con rồi. Muốn dành thời gian để công việc mình ổn định thêm một chút nữa thì sẽ tiến. Bởi vì 20 mấy tuổi cũng còn trẻ. Dạ. Con tính là khoảng bao nhiêu thì mới kết hôn? Dạ, khoảng 1.5 đến 2 năm nữa. 2 năm nữa ha, 1 đến 2 năm nữa. Dạ. Rồi, nếu như phải về làm dâu của các chú bộ đội thì nghĩ sao? Thật ra thì con không có quan niệm là làm dâu hay là ở riêng. Với con thì ở đâu cũng thế, con cũng có thể dung hòa và con có thể sống được. Người ta nói làm vợ bộ đội là phải thiệt thòi so với làm vợ những người khác. Điều đấy thì mình phải đánh đổi thôi ạ. Tại vì khi mình bỏ ra cái gì đấy thì mình sẽ được nhận lại những cái điều xứng đáng. Ví dụ như là ở bộ đội thì tính chất kỷ luật nó cao, rồi thời gian nó cũng khá là nghiêm và chặt chẽ. Thế nhưng bù lại thì có thể ở những chú bộ đội mình sẽ cảm nhận được cái sự chân thành của người ta. Đúng hoặc rồi. Là có thể mình sẽ nhận lại được những cái điều gì đấy nó xứng đáng với những cái gì mà mình đã như bỏ ra. Như nãy bên đây đồng chí Trung Quý nói là về cái công tác, cái đặc thù công việc á, thì nó hơi khô khan, nó không được lãng mạn như nhiều người khác, thì con nghĩ sao? Thật ra thì con là người sống không phải theo tuýp của người lãng mạn. Nghĩa là con sống những cái gì mà giản dị và chân thật nhất. Thế nên là có thể không lãng mạn thì hoặc là mình có cái gì đấy nó khô khan một chút, nhưng mình khi mình đã sống với nhau, mình đối xử nhau thì mình sẽ phải tùy theo cái hoàn cảnh để mình ứng biến nữa. Hay quá. Đàn trai coi bộ hơi thích đàn gái rồi đó nha. Trời. Con đúng là mẫu người mà có thể hợp với bên đây. Dạ, chúc mừng con. Dạ, chúc mừng ơn. Chú bộ đội. Dạ. Và một điều hết sức là trùng hợp nữa, như một cái số mà chương trình đã quay cũng là kết nối một anh bộ đội và một cô giáo hôm nay cũng vậy. Rồi, bây giờ mình sẽ tới phần là giao lưu với người nhà. Hôm nay em đi với ai? Dạ thưa chị, là hôm nay em đi đến đây với đồng nghiệp của em và bạn của em ạ. À, đồng nghiệp và bạn.
Rồi bây giờ mình giao lưu nhà gái nha. Dạ em xin kính chào chương trình, chào anh Quyền Linh, chào chị Nam Thư, chào bạn Nam và chào các đồng chí nhà trai bên kia ạ. Chào quý vị khán giả. Em xin tự giới thiệu, em là giáo viên dạy cùng trường với bé Hồng và cùng tổ ngữ văn luôn. Thì cũng khá là hiểu về bé Hồng. Bé Hồng là một cô bé nhìn vẻ bề ngoài nhỏ nhắn vậy thôi chứ rất là năng động, tự tin và rất là yêu nghề, say mê công việc của mình. Và đặc biệt được rất nhiều em học trò quý mến bởi vì rất là nhiệt tình với lại công việc và rất là giỏi nấu ăn nữa. Dạ, hồi nãy giờ tham gia thì chị thấy bạn Nam bên này cũng khá là dễ thương, có vẻ là chân thành. Thì nếu như mà em thấy được á, khoảng cách thì hơi xa một chút, Đồng Nai với lại Thành phố Hồ Chí Minh thì hơi xa, nhưng mà nếu em thấy hợp, thấy hai gương mặt cũng có vẻ là hơi giống nhau. Dạ, vậy thì nếu như cảm thấy được thì nên bấm nút cho nhau cơ hội. Dạ. Rồi, cảm ơn nàng gái. Anh trai đi với ai Nam? Dạ, hôm nay em đến đây với cùng với mẹ và thủ trưởng của đơn vị. Có mẹ hả? Rồi, chào đàn trai. Cô cho vài ý kiến trước đi cô. Dạ, mời cô ạ. Xin chào hai MC. Xin chào quý vị khán giả trong trường quay. Xin chào quý vị khán giả đang coi màn hình nhỏ chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Hôm nay tôi là mẹ của Nguyễn Trần Quý Nam ấy, đến đây dự thì là cũng không biết nói gì hơn, nhưng mà bây giờ là hai con đến với nhau là nó cũng là cái duyên cái số. Đấy, mà bây giờ gia đình thì Quý Nam thì là bộ đội thì là không có thời gian. Ít được về nhà lắm, nói chung là nhà gần đơn vị mà cũng ít được về. Bố của Quý Nam cũng là bộ đội, cho nên là mẹ của Quý Nam cũng hiểu rất là cái hoàn cảnh đó. Nếu mà ai mà về làm dâu của gia đình thì là tại vì là mẹ cũng trải qua rồi, và ba mươi mấy năm bố ở trong quân ngũ này, bố mới về hưu tháng 5 vừa rồi, mùng 1 tháng 5 là bố mới nghỉ hưu đấy. Thì là cái hoàn cảnh mà người phụ nữ mà chịu thiệt thòi để hy sinh để cho chồng phục vụ đất nước là mẹ cũng đã từng trải qua. Nếu mà ai mà làm dâu của mẹ đấy thì mẹ cũng hiểu hết được, thì là mẹ cũng thông cảm. Cho nên là bây giờ các con mà đến với nhau nó là cái duyên cái số. Cho nên bây giờ là các con thì cứ tự tìm hiểu. Và nếu mà nó hợp thì ở Đồng Nai với Thành phố Hồ Chí Minh nó không xa. Đó. Cho nên là bây giờ là các con cứ tự tìm hiểu đi. Rồi mẹ thì lúc nào cũng luôn luôn ủng hộ con. Dạ rồi, cảm ơn cô. Dạ. Rồi, xin mời thủ trưởng cơ quan. Xin chào anh Quyền Linh và chị Nam Thư. Xin chào quý vị trong khán giả trong khán phòng cũng như là khán giả xem cái chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Hôm nay đến với chương trình thì đối với đồng chí Nam và bên này của em Hồng á, thì với cái nghề nghiệp á, bộ đội và giáo viên thì rất là phù hợp. Hai nữa là đồng chí Nam là học trường sĩ quan chính trị. Đấy. Thì bên này em lại học ngữ văn, thì về với tiếng nói chung ấy thì rất dễ là đồng điệu. Rất thuận tiện. Và cũng hy vọng rằng là hai em hôm nay tham gia chương trình thì sẽ có một cái thời gian tìm hiểu, và khi cảm thấy được thì về phía gia đình của đồng chí Nam cũng hết sức ủng hộ, và đơn vị cũng ủng hộ và tạo điều kiện mọi mặt để cho hai em có thời gian gặp gỡ tìm hiểu nhau. Và cũng chúc hai em nếu mà tiến tới được thì rất chi là vui, và chúc cái chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò thành công. Xin cảm ơn. Rồi, cảm ơn quý thưa trưởng. Rồi, cảm ơn nhà đàn trai. Nãy giờ là nói qua nói lại là em chưa coi mắt đàn trai. Coi mắt rồi mà nãy giờ nói chuyện không để ý kỹ ha. Được không? Đàn trai em đẹp trai. Em thích cao 1m bao nhiêu trở lên? Dạ ông khoảng 1m68, 1m7 ạ. Dừ đúng không? Dừ 68, 1m7 hả? Dạ. Cái ngoại hình bên ngoài như thế nào? Thật ra thì em không có tiêu chuẩn nào mà cụ thể về cái ngoại hình. Mà thật ra là ngoại hình nó không đánh giá được nhiều về con người. Thế nên là em mong muốn là tìm được người thật sự là phù hợp với bản thân mình thôi. Còn còn cái ngoại hình thì cũng không quan trọng lắm. Không quan trọng lắm đúng không? Rồi, vậy thì bây giờ phải để hai bạn gặp nhau. Xin mời kéo rào. Bắt đầu đi Nam.
có món quà nhỏ tặng anh ạ. Anh cũng có một món quà đặc sản của bộ đội. Dạ, em cảm ơn ạ. Thấy chưa? Người yêu nữ tặng hoa cho nam, nam tặng bút cho nữ. Cũng hay đó chứ. Cũng thay đổi được một cái phong tục rất lâu đời rồi. Bắt buộc nam phải tặng hoa cho nữ ha. Đây cũng thú vị chứ. Ủa nữ, em có thể giải thích nè. Tại sao em lại tặng bó hoa cho đàn trai bên kia không? Thật ra thì em nghĩ là em là một người rất là thích hoa. Và em nghĩ là khi mà lần đầu gặp mặt mà người ta tặng hoa cho nhau thì nó sẽ có một cái ý nghĩa gì đấy mà bản thân em cảm thấy thích thì em tặng. Tặng lần đầu thôi nha em, mấy lần sau để nam tặng hoa cho em nha. Dạ. Chứ suốt mà cứ nam tặng bút rồi em tặng hoa hoài. À, cô giáo ơi, dạ. Cô giáo dạy văn ơi, nếu là cô giáo thì cái chuyện mà làm thơ đối với mình cũng dễ dàng mà đúng không? Bây giờ mình có thể làm một bài thơ tặng nhà trai và tặng quý vị khán giả ở đây không? Dạ, thật ra em cũng đã có chuẩn bị một bài thơ mà do em tự viết. Dạ, sau đây em xin phép được gửi tới chương trình toàn thể quý vị khán giả cũng như là chú Quỳnh Linh, chị Nam Thư và anh ở đây với cùng với tất cả các đồng chí chiến sĩ ở đây một bài thơ em tự viết. Mặc dù là thời gian em chuẩn bị nó không được nhiều và nó cũng có thể là nó không được hay cho lắm, nhưng nó cũng có một cái ý nghĩa nhất định và rất mong mọi người lắng nghe. Bài thơ của em có tựa đề là Thơ gửi chàng lính trẻ. Này anh hỡi chàng trai người lính trẻ, xin gửi tặng anh đôi ba dòng thơ. Thơ em viết không dài như đường lính, không mang tình thi sĩ đâu anh. Thơ em viết mang tình cô gái nhỏ, muốn một đời theo dấu bước chân anh. Anh mang trong mình bộ quân phục màu xanh và mãi mãi suốt đời là người lính. Tay anh ôm súng, miệng hát khúc quân hành. Em cũng chỉ làm cô giáo thôi anh. Em mang trong mình một trái tim màu đỏ, một nửa cho học trò, một nửa cho anh. Anh có yêu không một vùng trời tổ quốc, có rừng xanh, có nắng gió và em. Đường còn dài, tương lai còn phía trước. Anh đừng lo, em mãi là hậu phương. Thế em xin hết ạ. Hay quá. Rất là hay. Hay quá. Câu mà anh thích nhất ở trong đây là gì? Trái tim em màu đỏ, một nửa dành cho học trò, một nửa dành cho anh. Tuyệt vời. Đó là những cái tình cảm mà cô gái đã dành cho những người lính. Còn bây giờ thì chúng ta dành cho nhau thế nào? Em nói đi em, cảm xúc nam thế nào em trong lúc này? Lúc này em cũng không biết nói gì. Thời gian để tìm hiểu quá ngắn. Đâu quá ngắn. Người ta ở trên đây, người ta nói chút xíu thôi là đã yêu nhau rồi đó. Cho em từ đây tới tối luôn đó. Nói đi nam, không có ngắn đâu. Em hiện tại em cũng không biết nói gì, em chỉ em hát không được hay nhưng mà em cũng muốn gửi tới quý khán giả và cũng muốn cảm ơn cô giáo đây một bài hát. Hát đi nam. Dạ. Bài này em hát cũng lâu rồi, có thể một số lời em quên. Đó là bài Hạnh Phúc Ngày Và Đêm. Anh đồng mùa hành quân pháo lần dài chiến dịch, bồi hồi đêm sông sông chờ nghe tiếng pháo vang, ngồi sau như mắt em trong những đêm không ngủ, giao anh vẫn mở cho ánh sao bay vào, ngày và đêm xa nhau đôi chỉ dài và nhớ, thời gian trong cách chờ đốt cháy lửa tình yêu, pháo anh lên đồi cao nở vào đầu giặc Mỹ, buộc gần dưới hầm sâu em cũng là chiến sĩ, cái trên cuối gục đầu, hồi hồi đêm xung kích, ngày đêm ta bên nhau những đêm dài chiến đấu, ngày đêm ta bên nhau những đêm dài chiến đấu, đêm dài anh chiến đấu ta, anh em sống vẫn gần nhau. Hay quá. Cảm ơn em. Rồi, bây giờ hai bạn, đây là khoảng thời gian dành cho hai bạn. Hai bạn hãy nói chuyện với nhau, mình nói chuyện về tương lai, nói chuyện về con cái, nói chuyện về quan điểm tình yêu của nhau như thế nào, mình hãy trao đổi với nhau. Dạ, chào anh ạ. Lần đầu tiên thì anh gặp em, anh có ấn tượng gì ạ? Về cái là lúc mà nghe em nói về em học em dạy môn ngữ văn thì là anh ấn tượng nhất là về cách giao tiếp của em, rất là ngọt ngào. Dạ. Vậy thì anh thích một mẫu người là một người cô gái như thế nào ạ? Như ban đầu chương trình anh đã nói anh là thích một cô gái sôi nổi. Thế anh thấy em là người có sôi nổi không ạ? Tạm thời là anh thấy em cũng sôi nổi và vui tính. Dạ. Thời gian anh ở trong quân đội thì thật ra em cũng biết đó là cái tính chất công việc của anh nó cũng khá là nghiêm khắc và kỷ luật cao. Vậy em muốn hỏi là với cái lịch làm việc của anh hiện tại thì anh một tháng anh có thể dành bao nhiêu thời gian để đến thăm em ạ? Nếu như mà theo lịch hiện tại của anh thì
Một tháng là bọn anh chỉ được khoảng tầm 5 đến 6 buổi. 5 6 ạ. Dạ. Tập trung và tập trung chủ yếu là vào ban đêm, ban ngày không có thời gian. À dạ. Ồ. Hẹn hò sao? Ví dụ cô này ở quận 6 đó, em ở Đồng Nai đó, thì hẹn hò sao? Nói đi. Đúng rồi. Nếu như mà để hẹn hò chắc, nếu như mà khoảng cách như vậy thì có thể là một tháng hoặc hai tháng thì em mới gặp cô giáo được một lần nữa. Dạ. Ít thế không? Ít quá. Một tháng em có 5-6 buổi thì có thể một tháng gặp 2-3 lần, chứ sau 2-3 tháng gặp 1-2 lần. Dạ, tại vì đặc thù đơn vị em chiến đấu là như đối tượng trường hợp của em là chưa có gia đình thì không, cũng phạm vi không đi quá xa được so với đơn vị à. Và khi mà đơn vị có trường hợp nào cần gọi về là trong vòng chậm nhất là một tiếng em phải có mặt. Nhưng mà khi mà yêu nhau đơn vị có tạo điều kiện mà. Ví dụ xin một ngày nào đó, đúng không đồng chí chỉ huy? Nếu như một ngày đó xin nguyên một ngày được không? Được đó. Không lẽ một tháng không cho nguyên một ngày, em cộng đi một tháng 5-6 buổi, em cộng đúng một ngày thôi là 2 buổi thôi. Thì đừng báo động lúc nửa giờ, chờ tới cuối giờ mới báo động. Được mà. Một tháng một lần, hai lần được không? Cũng có thể, khi mà chỉ huy nhất trí thì em cũng có thể đi được. À, chỉ huy chắc chắn nhất trí rồi. Vâng. Yên tâm, có chỉ huy ngồi dưới rồi. Đó, mình nói đi. Em thích đi đâu, hoặc là sở thích gì đó, hai đứa trao đổi đi. Rồi, cho anh hỏi là em có sở thích như thế nào? Thật ra thì em có rất nhiều sở thích, và cũng như em chia sẻ đó là em mặc dù là con gái nhưng mà em không theo cái tuýp người là kiểu như là mềm dẻo, mà là em theo cái xu hướng đó là em thích thể thao. Thế nên là đấy là sở thích của em. Ví dụ như trước em còn đi học ấy, thì những ngày rảnh rỗi thì em thường hay đi đá bóng với bạn bè hoặc đi chơi các môn thể thao khác. Cũng có tham gia văn nghệ rất nhiều nhưng đấy là không phải là cái thế mạnh của em nên là em cũng ít. Còn bây giờ thì đặc thù tính chất công việc thì cũng có ngày cuối tuần rảnh. Ví dụ em có thể cuối tuần rảnh em có thể đi xem phim hoặc là đi chơi với bạn bè. Nếu bây giờ hai đứa đến với nhau thì thí dụ như bên đàn gái, bên đàn trai có thể xin cho em dạy ở đâu đó ở Đồng Nai, em có được không? Dạ, thật ra thì người ta nói là thuyền theo lái gái theo chồng. Ví dụ như là nếu mà thật sự hai người mà có tiến tới hôn nhân ấy, thì chắc chắn một điều là em sẽ đi theo chồng thôi ạ. Rồi bây giờ mình nói về vấn đề tính xa hơn là bây giờ nếu mà tới với nhau thì bao lâu chúng ta sẽ bắt đầu có kế hoạch kết hôn? Em thì đến đâu hay đến tối cũng không xác định được rõ thời gian của em. Còn em thì sao bé? Dạ em thì thật ra lúc em cũng có chia sẻ với chú Quyền Linh đó là em công việc của em bây giờ mới đang bắt đầu bước vào giai đoạn phát triển. Thế nên là em muốn có thêm một chút thời gian nữa để cho công việc của mình nó thật sự ổn định hơn. Thì lúc đó em sẽ tiến tới hôn nhân. Và khoảng thời gian đó là trong khoảng 1.5 đến 2 năm. Quý Nam, nhà em có bao nhiêu người? Nhà em có tổng cộng là 4 người. Và một mình em là nam hay sao? À, em còn một em trai nữa. À, tưởng tên em là Quý Nam, tưởng một mình em là nam. Không. Tức là nhà còn có 5 người sinh sống. Nếu mà lấy vợ về có phải làm dâu không Nam? Dạ, đương nhiên là có đấy. Đương nhiên là làm dâu. Vâng. Rồi, chúng ta nói hết những cái vấn đề mà cần nói. Bây giờ mình nói, chúng ta có 30 giây để suy nghĩ lại tất cả những cuộc nói chuyện nãy giờ. Xem mình đang suy nghĩ điều gì trong lòng của mình. Cứ nói thẳng cho đối phương biết rồi chúng ta tiến hành làm thủ tục bấm nút hay là không bấm. Nói với nhau đi. Nếu như sau này mà anh với em lấy nhau á, rồi là điều kiện công việc của anh vẫn là một tháng về được 1-2 lần, và thậm chí 2-3 tháng tùy vào thời gian công việc, rồi lúc đó em sẽ thế nào, và thậm chí là kể cả lúc mà em đang mang bầu em sinh con. Thật ra nó đã là cái đặc thù tính chất công việc thì một điều chắc chắn là mình phải chấp nhận và hy sinh. Còn với em thì em không quan trọng cái chuyện là một tháng bao nhiêu lần, mà em quan trọng đó là cái tình cảm và cái sự quan tâm của anh dành cho em thôi ạ. Rồi, hết thời gian. Chúng ta để tay vào nút bấm nha các bạn. Để bông lên bàn. Đã đến lúc chúng ta phải lắng lòng mình lại, kiểm tra xem cuộc nói chuyện nãy giờ đây có phải là một nửa yêu thương của mình hay không. Nhắm mắt lại, kiểm tra xem đây có phải là một nửa mảnh ghép của mình hay không. Nếu rung động thật sự, chúng ta hãy dành cơ hội đó cho nhau. Còn nếu như các bạn cảm giác rằng trái tim mình chưa rung động với đối phương thì hãy dành cái nút bấm đó cho nhiều người đang xem chương trình. Không phải là mình ép bằng mọi giá để bấm nút. Bấm nút là chúng ta quyết định đi đến xa hơn nữa, chứ không phải bấm nút để chúng ta uống cà phê với nhau, bấm nút để vừa lòng ai đó. Bấm nút là phải có trách nhiệm với cái nút bấm đó.
khi bấm nút là chúng ta đã trao duyên đi rồi, khó nhận lại được nha các bạn. Trước mặt bạn bè, người thân, ba mẹ của các bạn không thể dối lòng mình được. Thành ra chúng tôi luôn nhắc các bạn là gì, bấm bằng cả trái tim của mình. Ừ. Chuẩn bị. Chuẩn bị nha. 3, 2, 1. Hết thời gian. Hết thời gian. Rồi, không ai bấm cả. Em có bấm không? Em có chị. Em có bấm không? Em xin lỗi cô giáo đây là nếu mà về khoảng cách và đặc thù công việc thì nếu như mà em bấm em sẽ làm mất đi cơ hội của cô giáo. Chính xác là như vậy. Em gái có bấm hả? Dạ. Khi mà em bấm thì em suy nghĩ điều gì hả em? Thật ra thì em nghĩ đơn giản là không ai có thể hợp ai và mỗi người sẽ có một hoàn cảnh khác nhau. Và quan trọng là mình có cho nhau cơ hội để tìm hiểu nhau hay không. Chính xác là như vậy. Dạ. Chúng tôi không ép các bạn phải bấm bằng mọi giá. Chúng ta phải sống bằng thật trái tim của mình, đừng để người khác hiểu lầm khi mình bấm xong rồi về mình mất tiêu luôn. Ha, trong chương trình bạn muốn hẹn hò khi bấm nút là chúng ta phải quyết định cái gì đó nó xa hơn, chứ không phải là chúng tôi muốn các bạn bấm nút rồi về nhau rồi không có liên lạc với nhau nữa. Ôi dù sao thì chúng tôi trân trọng những cái tình cảm của các bạn dành cho bạn muốn hẹn hò và mong rằng một sớm các bạn có thể tìm được một nửa yêu thương của mình nha. Và các bạn có thể giữ lấy làm kỷ niệm cho riêng mình và nhớ một ngày nào đó chúng ta đã tham gia chương trình. Chúc các bạn sớm tìm được một nửa yêu thương cho cuộc đời của mình. Không sao cả, trên truyền hình có rất nhiều nút bấm dành cho cô gái và cũng rất nhiều nút bấm dành cho chàng trai. Nhưng mà có lẽ họ không, chàng trai không bấm, nhưng mà đó là một quyết định hết sức là chân thật với trái tim mình. Đúng vậy, không phải bấm bằng mọi giá đâu. Như anh ấy nói là nếu mà ảnh bấm thì tự nhiên là ảnh lại cảm thấy có lỗi và là mất đi một cơ hội của cô giáo. Dạ. Không bấm là đúng. Dạ. Anh nghĩ là như thế. Chúng tôi muốn quyết định của họ phải thật sự đến từ trái tim.